Nghệ sĩ Công Lý và Xuân Bắc sẽ trở lại trong chương trình Táo Quân 2023. Nghệ sĩ Chí Trung cho biết trong Táo Quân 2023, nghệ sĩ nhân dân Công Lý và nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc sẽ trở lại nhân kỷ niệm 20 năm lên sóng của Táo Quân. Năm 2023 là năm kỷ niệm 20 năm chương trình Táo Quân được ra mắt khán giả. Là một thành viên trong gia đình nhà Táo, nghệ sĩ ưu tú Chí Trung xác nhận về việc đã nhận được lịch tập hợp từ ekip thực hiện chương trình Gặp Nhau Cuối Năm Táo Quân 2023. Tuy nhiên, chương trình chưa có lịch tập luyện hay kịch bản cụ thể để gửi tới các diễn viên. Điều thú vị là nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc cũng trở lại trong chương trình kỷ niệm 20 năm lên sóng của Táo Quân năm nay. Nghệ sĩ Xuân Bắc tiết lộ đã nhận được thông báo của ekip Táo Quân 2023. Tuy nhiên, vì lịch trình dày đặc nên nam nghệ sĩ chưa thể nói trước được điều gì. Tôi rất muốn tham gia Táo Quân 2023 và sẽ cố gắng sắp xếp, nghệ sĩ Xuân Bắc cho biết. Trước đó, bộ đôi Nam Tào bắt đầu do nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc và nghệ sĩ nhân dân Công Lý thủ vai, đồng thời vắng mặt trong chương trình Táo Quân 2022. Thời điểm đó, không chỉ khán giả cảm thấy tiếc nuối, nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc cũng thú nhận anh có cảm xúc đặc biệt gần 20 năm quay Táo Quân. Tôi luôn có tên trong danh sách. Năm nay, vì nhiều lý do nên tôi, anh Công Lý và chị Thảo Vân không thể tham gia chương trình. Theo nghệ sĩ Xuân Bắc, anh khao khát và mong muốn xuất hiện trong Táo Quân. Đối với tôi, việc tham gia Táo Quân không còn là công việc, là chương trình đơn thuần cuối năm nữa mà như trách nhiệm đối với chính mình và trách nhiệm đối với khán giả. Bản thân tôi muốn tham gia chương trình, nhưng không thể bố trí được, thành ra tôi cực kỳ nuối tiếc. Không tham gia chương trình lần này, tôi buồn. Trong mấy ngày đó, tôi cứ có cảm giác trống vắng, bần thần, nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc nói. Với nghệ sĩ nhân dân Công Lý, sự cố tai nạn khiến anh không đảm bảo sức khỏe để tham gia chương trình. Vợ nghệ sĩ nhân dân Công Lý chính là phóng viên Lê Ngọc Hà tiết lộ ông xã đã nuốt nước mắt vào trong khi phải vắng mặt tại Táo Quân 2022. Các anh chị trong Táo Quân luôn nghĩ đến anh Lý, mọi người luôn mong anh Lý có mặt. Thế nhưng, anh Lý là một nghệ sĩ luôn tự trọng, ngay khi ốm đau, khó khăn anh cũng luôn buồn giấu, để tránh để không ai biết, không ai hay. Anh rất vui vì biết sẽ được tham gia chương trình nhưng vì sự tự trọng của một người nghệ sĩ, anh đành từ chối, Ngọc Hà bày tỏ. Trước khi xảy ra biến cố sức khỏe, nghệ sĩ nhân dân Công Lý trong các mùa Táo Quân đều xuất hiện với nhân vật cô đầu. Anh đã đem lại tiếng cười cho khán giả qua bao thế hệ, nam nghệ sĩ gạo cội như con tằm nhà Tơ qua nhiều tác phẩm từ sân khấu đến phim truyền hình. Đặc biệt trong thời gian qua, sự nghiệp của nghệ sĩ nhân dân Công Lý càng thăng hoa với những bộ phim hot được phát sóng giờ vàng Khi Đàn Ông Quá Vợ Bật Khóc, Gió Làng Kình, Bão Qua Làng, Chiều Ngang Qua Phố Cũ, Những Cô Gái Trong Thành Phố, Tình Khúc Bạch Dương, Hoa Hồng Trên Ngực Trái. Ngoài vai trò diễn viên, cô đầu còn ở trong kíp đạo diễn. Sự say nghề, nhiệt huyết bất chấp tuổi tác của anh khiến đồng nghiệp lẫn học trò nể phục. Táo Quân là một trong những chương trình hài kịch được chờ đợi nhất vào dịp giao thừa. Táo Quân tập trung vào phản ánh, thảo luận, đả kích những vấn đề nóng bỏng, nổi cộm diễn ra trong năm thuộc các lĩnh vực đời sống xã hội một cách hài hước, trào phúng.